Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Anh em ở ngoài Hà Nội vào đây tham quan vườn cảnh Châu Giang bonsai, cũng có giao dịch một vài tác phẩm, giá trị nhỏ thôi nhưng rất vui. Chúng tôi xin chúc mừng các anh nhé. Xin chào tất cả anh em, vâng, cả nước để yêu bonsai về nghệ thuật. Vâng, xin cảm ơn các anh ngoài Hà Nội đã ghé thăm vườn. Một cây dành dành và một cây hạnh lựu. Vâng. Bây giờ Đỗ Sinh gửi đến các bạn hình ảnh của những cái tác phẩm được trưng bày để giao lưu với chúng ta tại Châu Giang bonsai. Nó mùa nó nảy lộc lên bác, vừa rồi trận mấy trận mưa rào nó nảy lộc lên. Ổi ta. Không phải đâu, không phải cho ăn cái gì cả. Trận mưa rào vừa rồi sau cái vụ nắng vặt trụi lá là mưa rào nó bắn lên kinh lắm. Cây ổi nhà em thế mà. Cái trận mưa rào cách đây 2-3 ngày nó như là tưới phân đạm. Vâng, cây ổi dáng hoành rất hay. Vâng, được rồi. Chào các anh nhé. Rồi, chúc anh thượng lộ bình an. Vâng, cây ổi được báo giá là 14 triệu. Cây ổi có cái gốc đẹp quá. Cây này là báo giá bao nhiêu nhỉ? Đây là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi sao ghi con gì 14 này, số 14? Đâu? Đây đằng trước đây. Cây số... hay là cây số 14? Số 14. Đây. Số 14. Thế còn giá là có 3 triệu rưỡi phải không? Vâng. Thế hôm nay tôi không biết, tôi để đọc đây là giá. Vâng, cây ổi này giá có 3 triệu rưỡi thôi nha các bác nha. Rất là tuyệt vời. Vâng, và đây là hình ảnh cặp xanh có dáng mai bò. Tôi muốn giới thiệu với các bạn, đây là một cặp đối xứng, là những cây xanh Nam Điền, cũng có tuổi đời tương đối rồi. Đối xứng từ bóng dáng cho đến đôn chậu, cặp chậu cũng rất đẹp. Và đôi này được báo giá là 35 triệu một cây, vậy chơi cả đôi là 70 triệu. Vâng, đây là cây thứ hai. Vâng, ngoài cặp đôi xanh dáng mai bò Châu Giang bonsai còn giới thiệu với chúng ta một cặp xanh dáng long. Đây là những cây long lùn, cũng đã chơi đối xứng.
đôi xanh long này được báo giá 15 triệu một cây, tức là chơi cả đôi là 30 triệu đấy. Vâng, bên này là cây thứ hai. Các bạn chơi cặp đối xứng những cây xanh long lùn như thế này cũng rất là khéo. Với giá 15 triệu một cây. Bà ơi. Những cây nhài với cái thời gian trên chậu cũng rất là lâu rồi. Vâng, và đây là những cây nhài được báo giá là 3 triệu đồng. Bông rất to. Những cây nhài ta với cái tuổi đời cũng khá cao rồi. Cây xanh với giá là 9 triệu. Không biết là đây là giá hay là số cây. Cây khế được báo giá là 3,5 triệu. Vâng, một cây me, cây me bonsai mini với giá 1,5 triệu. Chúng ta đến tiếp với một cây trang vàng. Ở cây đơn vàng được báo giá là 5 triệu. Cái gốc rất là đẹp đây. Và đây là những cây mai chiếu thủy được báo giá là 1 triệu đồng.
cây dưới được báo giá 4 triệu. Vâng, và đây là cây me. Cây me được báo giá là 1,5 triệu. Cây me có cái thân cũng rất là kỳ quái. Cây nguyệt quế bonsai mini với báo giá là 2,5 triệu. Tôi có ngắm cái bệ gốc của cây nguyệt quế cũng rất là lớn chứ không phải không, nhưng mà tất cả các cái vết cắt đã gần như liền sẹo rồi. Rất tuyệt vời. Vâng, tiếp đến là một cây sứ đại. Vâng, được đặt cảnh tượng cụ Thọ cho nên là có thể gọi là đại thọ. Ông Châu Giang đã rất khéo bố trí để có hai chữ đại thọ. Và tác phẩm đại thọ được báo giá là 6 triệu. Này mà có hoa nữa thì tuyệt vời quá nhỉ. Qua những cái nốt cuống lá này chúng ta có thể đánh giá đây là những cây đại sứ đại có màu đỏ, hoa màu đỏ. Rất đẹp. Vâng, tiếp theo là cây dưới. Một cây dưới được báo giá 4 triệu. Độc đáo ở cái u này. Và cây dưới được làm rất công phu nhiều năm nay rồi, tạo số lượng răm và tán còn nhiều hơn cả răm của cây xanh. Rất đẹp. Tiếp theo là một cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy được báo giá là 2,5 triệu. Vâng, và đây là một cây linh sam hoa tím. Đúng lúc đang rộ hoa, trông như một lãng hoa rất đẹp đây. Và cây linh sam hoa tím này ông Phạm Minh Châu đã rất khéo đưa vào một cái chậu và cái khay của Trung Quốc. Đồ màu sắc rực rỡ giang tây, nó rất hợp với cây sam tím. Mà giá chỉ có 2 triệu, trong đó cả khay và cả một chậu đẹp như thế này của Trung Quốc. Vâng, rất là rực rỡ.
đối với một cây linh sam hoa tím mà 2 triệu. Tôi nghĩ cái giá 2 triệu quá là phù hợp với một tác phẩm sam hoa tím cả khay cả chậu ở Trung Quốc đẹp như thế này. Vâng, để kết thúc cuốn video này tôi giới thiệu tiếp với các bạn một cây lộc vừng dáng huyền. Cây lộc vừng dáng huyền được báo giá 6 triệu. Và bây giờ cũng Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau, giới thiệu với các bạn giao lưu với Châu Giang Bonsai, xóm 2, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Tất cả các tác phẩm tôi giới thiệu với các bạn đều có báo giá niêm yết. Tất nhiên là qua cái cuộc điện thoại gọi đến với Châu Giang Bonsai còn cái mức độ thương lượng nhất định để chúng ta có thể sở hữu được những cái tác phẩm mà mình lựa chọn, có điều kiện đến trực tiếp với Châu Giang Bonsai với một cái vườn cảnh đa dạng tác phẩm, dòng cây cũng rất là nhiều loại, chúng ta sẽ được lựa chọn thoải mái hơn.